Mới đây, Vụ Thị trường trong nước và Tạp chí Công thương Bộ Công Thương phối hợp tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Hội nghị nhằm chia sẻ thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thảo luận các giải pháp về chính sách, hỗ trợ kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP. Đại diện Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã xây dựng tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là căn cứ để địa phương xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Bộ Công Thương đã cấp kinh phí và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 25 địa phương xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn. Bộ Công Thương cũng đã triển khai một loạt các hoạt động kết nối thị trường, tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm đẩy mạnh việc kết nối cung cầu tiêu thụ các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp tiêu biểu, các sản phẩm chủ lực của các địa phương, các đặc sản vùng miền. Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, với sự kết nối của Bộ Công Thương, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng miền đã được kết nối vào hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn cả nước, đã được đưa vào tất cả các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn cả nước như Go, MM Mega Market, Sài Gòn Coopmart, Winmart, Winmart Cộng. Với những giải pháp được triển khai mạnh mẽ thời gian vừa qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô sản xuất hàng hóa, gắn với liên kết chuỗi của các địa phương, góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất.